Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đừng có chạy em ơi, đứng lại. Anh bảo đứng lại cơ mà. Qua đây em ơi, ui dồi ôi. Cái gì vậy? Vai trưởng bắn một kiếm anh em ơi. Hẳn là bắn một kiếm cơ à? Thôi, rút đồ nhanh cái vào nhà anh em ơi. Vào nhà đứng tạm thôi. Ra ngoài cái vỡ đâu bây giờ, quần máu đã. Ok mọi người, ngon lành luôn nhỉ. Mình vứt cái đạn shotgun ra nhá. Ông ngắm đích này. Đổi cái tay súng một xíu nhá. Dao này. Có luôn giáp 3 này, mũ 2 này, ba lô 3 luôn, chất lượng anh em ơi. Một kill đầu tiên. Hết sức là đơn giản nha mọi người. Qua đây xem thế nào chứ anh em. Chúng ta có túi cứu thương. Vậy là mình có 6 túi cứu thương rồi anh em ơi. Mỗi tội tầm này là hơi bị ít đạn tiểu liên nhá. Phải lượm thêm đạn tiểu liên, cái đã đổi qua khẩu EMP đi. Sấy cho nó gắt. Rồi ok. Lên trên xíu nha thì mình sẽ lượm thêm đồ này anh em ơi. Rút lâu thì auto vỡ đầu đúng rồi em ơi. Nhưng mà nhiều khi là anh em rút lâu bởi vì đồ quá nhiều mà. MP10 hả? Ngon lành luôn anh em ơi. Chất lượng nhỉ. Có khẩu này bán thì chất lượng rồi. Bây giờ xem kiếm thêm khẩu Sky nữa là ổn nhá. 8 túi máu rồi. Thôi, tầm này mình sẽ không lượm thêm máu nữa đâu. Một quả bóng kem duy nhất này. Ok, chúng ta chuẩn bị lên cổng trời nha mọi người. Lên cổng trời để kiếm thêm mạng thôi. Lúc này thì trong trận đấu của chúng ta còn lại đó là 30 người chơi và vòng bo đầu tiên còn chưa xuất hiện nữa cơ. Vài giây nữa thôi, vòng bo đầu tiên sẽ xuất hiện này. Ok anh em. Như vậy là nó sẽ thu xuống khu vực phía nam của bản đồ cơ. Xưởng cơ khí nó là khu vực trung tâm nhá. Qua đây xem thế nào này các ông ơi. Trông có vẻ phải đang vắng lắm, đồ ở đây trực ai lút này. Ska luôn. Ska với MP40 chuẩn combo súng mình ưa thích luôn anh em ơi. Let's go đi. Chúng ta lên cổng trời đi anh em ơi. Lên cổng trời để còn săn mạng nữa chứ nhở. Hôm nay gãy hơi nhiều rồi nên là thôi xong. Trận này cố gắng kiếm lấy top luôn anh em ơi. Chứ biết sao giờ anh em gãy quá nhiều rồi và mình sẽ không muốn gãy nữa. Không có ai. Đừng giáp này. Đừng giáp xong cái đã. Cái này là đang tiếng hú của vòng Denger nha anh em ơi, nên là bom chưa rơi đâu. Tầm này mình vẫn chạy vào nhà kịp anh em yên tâm nhá. Tính toán cả rồi. Ok này, ui. Lại là máu hả thôi. Máu mình nhiều quá rồi anh em ơi, mình sẽ không lượm thêm máu đâu. Xem có gì lạ lạ không, mình có lượm cho anh em. Ngay vùng bom rơi không dám ra ngoài nữa cơ anh em ơi, chờ bom nó rơi xong đi anh em ơi. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài để đi săn mạng nhá. Let's go. Ủa? Lên cổng trời rồi mà ngày hôm nay cổng trời cũng vắng luôn anh em ơi. Vắng nốt luôn này. Thật ra thì đây mới chỉ là ban đầu tiên thôi anh em ơi. Nên là cái việc anh em chưa tìm thấy gọi là chuyện bình thường thôi. Ủa mà hình như là đồ đạc còn nguyên luôn cơ anh em ơi. À đây, chỗ này có người này. Úi dồi ôi, một bạn với lấy bàn điểm số nhá. Bây giờ mình vào luôn anh em ơi, vào luôn cho nóng này. Đứa nào? Đứa nào đây em ơi? Ở trên đấy hả? Chắc canh cầu thang rồi, ra ngoài đi. Chắc nó canh cầu thang rồi anh em ơi. Để mình xem nào, nó đâu? Một đứa ở trên nhà đây mà. Đấy hả? Đấy hả? Xuống dưới em ơi. Cái đậu xanh. Mình đã hết máu. May nó nhảy xuống anh em ơi. Không có lẽ là mình đã xanh mộ rồi đấy. Tưởng ở đâu cơ? Thì ra ở đây à? Lượm thêm đạn xuống tiểu liên này, bom keo này. Đồ chất lượng luôn anh em ơi. Ok, khá là ổn nhá. Mình sẽ quấn phun máu cái đã. Thằng kia nó vẫn đang ở dưới thôi. Nó chưa chạy xa đâu anh em ơi. Kiểu vào trong nhà góc hẹp quá, thế nên là nhiều khi không để ý. Đùa. Tí nó lên bảng luôn cơ.
Thằng kia mày đâu? Nó chạy đâu rồi anh em ơi? Cái đậu xanh. Nó sợ quá, nó chạy đâu rồi hả anh em? Thề với anh em luôn là bây giờ là mình chưa thấy nó đâu luôn này anh em này. Ủa kia vậy ta? Cái này không có giảm thanh. Nó chạy mất tiêu rồi. Hello bạn ơi, đừng chạy. Ủa anh em ơi, nó chạy mất xác luôn này. Thế này sao chơi? Trong khi mình mới là người yếu máu cơ mà. Thế mà nó cũng chạy luôn. Thế chịu rồi. Vậy nên là chúng ta xuống đây đi anh em ơi. Tầm này chúng ta sẽ xuống dưới khu dân cư nhá. Mình mới là người yếu máu mà nó cũng chạy luôn. Không hiểu sao anh em ạ. Ui dồi ôi này. Let's go này. Phải lúc nãy quả vào nhà góc hẹp quá. Mình không nhìn nữa cơ. Không nhìn thấy nó. À đây à. Nó đây à. Nó đây hả anh em ơi. Nó đây hả anh em ơi. Đứng lại đi. Đứng lại đi bạn ơi. Vào nhà hả. Đứng lại đi. Đừng chạy. Đừng chạy bạn ơi. Đừng chạy bạn ơi. Chạy à. Bắn shotgun cũng kinh đấy. Ui đừng. Cái đậu xanh game thi thoảng là lỗi anh em ơi. Mình kill kẻ địch rồi. Kẻ địch đứng dậy là mình sợ dã man. Đó, con máu cẩn thận thôi nha. Thằng này chứ có thằng nào. Nó định chạy với mình cơ. Nhưng mà chạy sao nổi. Chạy thì cũng lên bảng điểm số luôn nha. Ok. Let's go rồi các bạn ơi. Tầm này xuống khu dân cư là hợp lý nhá. Anh em hãy tiếp tục theo chân kẹo. Và chúng ta cùng đi săn mạ nào. Bên trên có người, bên trên có người. Đây à. Đây à. Ở đâu cơ? Đây hả? Weeping cao hả? Thấy nó chạy kiểu lạc lạc anh em ơi. Xếm một keo luôn. Xếm một keo luôn nha. Bom keo này. Bom keo này em ơi. Bom keo này em ơi. Nó chạy lên trên này. Rồi em ơi, chạy lên trên đấy hả? Ok để mình xem. Ok để mình xem này, chạy lên trên cả. Ui sợ quá nhỉ. Ui sợ quá nhỉ, làm sao? Làm sao đấy em ơi, sợ quá nhỉ. Anh lại sợ chú quá cơ này. Thằng bé ngay phía trụ điện thôi anh em ơi. Làm sao phải căng thẳng với nhau. Ui bên trên đây có người. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh anh em ơi. Bên trên đây có người, thấy đi chơi gì nữa. Thôi xong, thôi xong. Pha này lại kiểu mình bị kẹp thì rồi. Dã man luôn anh em ơi. Thế này thì đây nó là một tình huống vô cùng là bất lợi cho mình nhá. Đứa nào đấy? Đứa nào cần trộm đây? Cái đậu xanh. Chán nhỉ anh em. Tự nhiên có được cắn trộm. Chán nhỉ anh em. Chán cái kiểu mấy đứa kiểu cắn trộm thế. Thấy cái xuống dưới rồi này. Xuống dưới hải mày. Tên bảng. Tưởng ở đâu cơ? Tầm này mình cũng xuống dưới thôi anh em ơi. Mới được có 3 kill à. Xuống dưới lượm xác thẳng ở dưới cái đã. Bây giờ là mình chẳng còn mũ luôn cơ. Kiếm mũ luôn nhỉ anh em. Ok này. Đừng giáp này. À nãy nó có đèn đừng giáp này. Bị mình bắn cho. Ok anh em. Thêm đạn súng trường nhé này. Thằng này cũng chỉ có mỗi mũ một thôi. Ơ mà nó có giảm thanh ngon. Chất lượng luôn anh em. Ơ để mình xem lượm thêm đạn súng trường. Chứ đạn súng tiểu liên nhiều quá rồi anh em. Let's go. Qua đây nào. Anh em đã thấy ai chưa? Còn đúng một quả bằng keo duy nhất này. Qua thính đi. Thính S nha anh em. Cái kẹo của người này. Đang chạy này. Đang chạy này. Đang chạy này. Lên bảng. Xong. Mình cầm Ska sấy thì best Ska luôn anh em ơi. Sấy cực kỳ nhanh và nhẹ luôn. Ây. Bây giờ chạy qua xem có gì không. Từ từ check thính trước cái đã. Giáp chống nổ trắng luôn anh em ơi. Chất lượng nhờ mũ 3 này. Dã man ngon. Hình như nó có Oza anh em ơi. Nó có Oza thì phải đấy. Ui bong keo bong keo. Ngon thế nhỉ. Có chảo chém môn luôn này. Nó cũng là khẩu Ska thôi anh em ơi. Nó không có ra đâu. Nhưng mà công nhận là chất lượng. Đồ ngon đấy. Vứt bớt mấy trang bị thừa đi này. Tầm này còn lại 9 đứa thôi nha anh em ơi. Ok ok.
Mình sẽ chờ ở đây, xem mấy đứa chạy trên đồi xuống đây anh em. Là mình sẽ xếp luôn này. Đứng canh ở trường học là hợp lý này, cho nó sẽ chạy từ cổng trời xuống nhá. Chính ở trên nữa. Rồi ok. Như vậy là cơ hội top 1 của mình lúc này đang là, đó là 10% thôi. Rất là ít phải không anh em? Có đứa nào ở trên không vậy? Chưa có, chưa có. Chưa có nào chạy xuống à? Bình tĩnh nào, tôi xuống dưới đi. Mình vào hẳn trong đây luôn anh em ơi. Vào hẳn trong sở cơ khí luôn nhá. Uầy, gắt, gắt, gắt. Nó chơi em. Thề, dã man. Gắt thề ai chơi lại? Ở đây, gốc cây kia, tưởng ở đâu cơ? Tưởng ở đâu cơ, gốc cây này hả? Gốc cây này hả? Cái đậu xanh này, tưởng ở đâu cơ? Tưởng ở đâu cơ? Nó lại qua gốc cây hướng N rồi anh em ơi. Không sao, mình gần bo hơn mà. Mình gần bo hơn mà anh em ơi, mình gần bo hơn mà. Chạy đi em. Đúng rồi, cứ chạy đi em. Anh sấy cho phát nữa thì có mà lên bảng nhá. Đừng tưởng là có ấy đứa tụi em mà ngon nha. Nó ngồi canh này. Canh gì vậy? Canh gì vậy em ơi? Hay lắm được. Được lắm em ạ, nó ngồi canh. Nó bắn thùng khói để nó chạy. Bắn thùng khói để chạy hả em ơi? Rồi làm sao? Canh anh đấy hả? Muốn canh không? Vào body anh em ơi, vào body. Tầm này vào body thôi anh em ơi, không chơi nhây với nó nữa. Chơi nhây với nó tỉ đai đấy. Không chơi, không chơi. Vào body trước cho an toàn anh em ơi. Tầm này không chơi dại làm gì cả nhá. Nó chạy qua đây này. Thằng bé ngay trước mặt anh em này. Ok ok ok. Nó đang đứng ở bên tường canh mình à? What the hell, hẳn là canh mình luôn cơ. Sợ thế. Canh mình luôn cơ. Sợ thế nhỉ. Lên bản đi em ơi. Quần máu đã. Làm sao phải căng thẳng với nhau mấy bạn này. Ngồi canh cẩn thận cho nha anh em ơi. Quần máu đã. Rồi ok. Đằng sau này không có ai nha. An toàn, an toàn. Ủa đã con người. Đã con người rồi anh em ơi, mình tưởng không có ai. Dã man ở đây đấy hả? Ở đây đấy hả, đã con người. Không thèm chạy luôn cả. Cái đậu xanh này. Trên luôn. Ui, thế thì kinh rồi, thế thì kinh rồi. Trên trò có người thì phải anh em ơi. Mình có xe, tí mình lấy xe mình chạy. Qua lượm sát thằng này trước cái đã. Nó có máu không đây? Lượm thêm tí máu đây. Hợp lý nhở. Let's go, mình có xe mà anh em. Lấy xe chạy luôn là hợp lý này. Ngon lành. Bắn đi bạn ơi. Cho bắn luôn nhé, mình có xe mà. Ok. Vào trong bo trước, nó sẽ là một sự lựa chọn vô cùng là an toàn nha. Cái đậu xanh, có người này. Cái đậu xanh này. Làm gì đấy? Làm gì đấy em ơi? Ui dồi ôi. Tính sơi anh à? Ok ok. Lên xe thôi anh em. Mình có nên vòng lại sơi cho nó không nhỉ anh em? Có ai đây không? Có ai đây không này? À, một đứa này. Một đứa này anh em này. Đứng lại. Đuổi theo nó luôn này. Cái đậu xanh hay lắm em ạ. Được. Còn ba người chân nữa thôi anh em ơi. Ok ok. Xuống đây hả? Xuống đây hả? Xuống đây hả? Đứng lại em ơi, đứng lại em ơi. Xuống đây hả? Lên bản đi em. Cái đậu xanh. What the hell, đứa nào thủ nhà này? Dã man anh em ơi. Thề luôn, sợ vãi trưởng. Một đứa. Đừng mặn ê. Đừng mặn ê. Mày đang còn máu mà, làm gì mà căng. Cái đậu xanh. Cái đậu xanh anh em ơi, cái đậu xanh anh em ơi. Vãi trưởng.
Tự mình xây mồ luôn. Ui dồi ôi, các bạn đã căng thẳng quá anh em ơi. Pha này hơi lỗi rồi. Ui, cái này là tự mình xây mồ cho kẻ địch chôn rồi anh em ơi. Tiếc thế nhờ. Ui, làm quả pha top 2. Chán thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.